Thưa quý vị, trong sự hối hả của nhịp sống hiện đại, khi mà từng mét vuông đất ở khu phố, đô thị đều trở thành những cái tài sản rất là giá trị, thì việc duy trì các cái sân chơi an toàn, lành mạnh cho em nhỏ gặp rất nhiều khó khăn. Và cũng chính vì tâm lý này nên rất nhiều bậc phụ huynh tìm tòi cho con đủ các loại hình sân chơi, từ hoạt động trải nghiệm cho đến những sân khấu biểu diễn. Và xu hướng này đang phát triển ở thành phố lớn, bởi ngoài việc được trải nghiệm, làm quen với nghệ thuật, các sân chơi này còn tạo điều kiện cho các con được khám phá bản thân, chuẩn bị cho quá trình trưởng thành của các em sau này. Trong những năm gần đây, rất nhiều phụ huynh cho con học thêm tại các lớp nghệ thuật bên cạnh những môn học chính khóa ở trường, như một cách để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ và kích thích khả năng sáng tạo vốn dĩ là vô hạn với lứa tuổi này. Tham gia các sân chơi nghệ thuật, các em không chỉ được học mà còn được biểu diễn trên các sân khấu. Và từ đây, các bố mẹ có thể nhận biết được con mình có khả năng theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp hay không. Tôi lựa chọn cho con tham gia chơi những cái show chương trình như vậy để cho con có thể tự tin hơn, con thể yêu nghệ thuật hơn. Đó. Và thay vì là con ở nhà con rất là nhút nhát này, thì khi mỗi lần con tham gia như vậy thì con tự tin hơn trong giao tiếp. Bên cạnh đó thì con được giao lưu với rất là nhiều bạn bè và thể hiện cá tính rõ ràng hơn. Các em bé ngày nay có một cái sự rất là năng động và tự tin. Khi mà được tham gia các sân chơi như thế này, các con sẽ trở nên là tự tin hơn rất nhiều. Ngay cả trong tương lai sau này, thì đó là một cái bước tiến mới để cho các con thành công trong sự nghiệp hơn. Khi tham gia con cảm thấy con học hỏi được nhiều điều hơn và con cảm thấy con tự tin hơn. Con quen được rất nhiều bạn mới. Một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp sẽ giúp cho trẻ được học hỏi không chỉ phát triển về mặt tư duy, kỹ năng mà còn giúp cho các em có khả năng quan sát, tăng khả năng cảm thụ âm nhạc, khả năng sáng tạo. Việc trình diễn trên sân khấu trước hàng trăm khán giả cũng giúp các em dần xóa bỏ nỗi sợ đám đông, vượt qua những giới hạn của bản thân. Đầu tiên thì chúng tôi mong muốn rằng là các bạn trẻ con có nhiều sân chơi hơn thay vì là những cái hoạt động ở nhà, ví dụ như là xem tivi hay là điện thoại rất là nhiều. Thì những cái hoạt động như thế này có thể giúp cho các con trưởng thành hơn, các con có thể là tự tin hơn rất nhiều, tự tin giao tiếp trước đám đông hay là tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn. Từ những cái đó thì các con cũng có thể mà làm một cái đòn bẩy để các con có thể phát triển được bản thân trong tương lai. Ngoài ra thì mỗi một chương trình này sẽ có một cái ý nghĩa mang tính nhân văn, đó là sẽ trích một cái phần để tổ chức các hoạt động từ thiện cho các bạn trẻ con có hoàn cảnh khó khăn hoặc là các bạn trẻ ở trên vùng cao ạ. Mình thấy rằng là cái sân chơi này thì rất là cần thiết và bổ ích cho các con, tại vì là nó cũng là một cái cơ hội để các con có một cơ hội được trải nghiệm và các con sẽ có cơ hội được lên sân khấu và sẽ được tự tin hơn. Cái việc tự tin rất là tốt cho các con trong sau này để gia tăng những cái kỹ năng cũng như là có những cái hoạt động nghệ thuật để các con có thể được phát triển toàn diện hơn. Việc khơi dậy cảm thụ nghệ thuật trong mỗi đứa trẻ sẽ giúp các em thông minh và phát triển toàn diện hơn. Bên cạnh đó, lựa chọn những sân chơi lành mạnh, chuyên nghiệp, có sự hướng dẫn của giáo viên chuyên môn, những tố chất bẩm sinh của các em sẽ được bồi dưỡng, phát triển tài năng đúng đắn.